Ba Lan tuyên bố chuẩn bị cho xung đột toàn diện. UAV Ukraine tấn công bãi thử tên lửa Nga, pháo binh Nga đánh sập cứ điểm phòng thủ của Kiev. Bộ trưởng Ukraine thất vọng vì phương Tây không điều chỉnh vũ khí viện trợ cho Kiev. Ủy ban Hạ viện Mỹ triệu ba cố vấn Nhà Trắng để làm rõ tình hình sức khỏe của ông Biden. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính ngay sau đây. Trong một cuộc họp báo ngày 10 tháng 7, Tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, tướng Gwieslaw Kukula tuyên bố rằng nước này cần chuẩn bị cho binh lính của mình cho một cuộc xung đột toàn diện. Tuyên bố của tướng Kukula được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan có kế hoạch tăng cường số lượng binh sĩ ở biên giới với Liên bang Nga và Belarus. Mối quan hệ của Ba Lan với Liên bang Nga và đồng minh của Moscow là Belarus đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi xung đột giữa Liên bang Nga và nước láng giềng Ukraine bùng nổ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tại cuộc họp báo, tướng Kukula nói, chúng ta cần chuẩn bị lực lượng cho một cuộc xung đột toàn diện, chứ không phải một cuộc xung đột kiểu bất đối xứng. Tướng Kukula nói thêm, điều này buộc chúng tôi phải tìm ra sự cân bằng tốt giữa nhiệm vụ ở biên giới và duy trì cường độ huấn luyện trong quân đội. Cũng tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pavel Peda cho biết, kể từ tháng 8 năm nay, số lượng quân bảo vệ biên giới phía đông của Ba Lan sẽ tăng từ mức 6.000 hiện tại lên 8.000. Cùng với đó, ở hậu phương, nước này luôn sẵn sàng 9.000 quân dự bị có thể được tăng cường trong vòng 48 giờ. Hồi tháng 5 năm nay, Ba Lan đã công bố thông tin chi tiết về chương trình lá chắn phía đông trị giá 10 tỷ zloty, tương đương 2,5 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Belarus và Liên bang Nga. Dự kiến, chương trình lá chắn phía đông sẽ hoàn thành vào năm 2028. Cuộc xung đột giữa quốc gia láng giềng Ukraine và Nga đã khiến việc tăng cường lực lượng vũ trang trở thành ưu tiên hàng đầu của Ba Lan. Hồi đầu năm nay, hãng thông tấn Benkakubi cho biết Ba Lan đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng chi tiêu quân sự của NATO vào năm 2023, với mức chi tiêu lên tới 3,9% tổng sản phẩm quốc nội GDP của đất nước. Ba Lan đã đặt mua khí tài quân sự hiện đại từ Hàn Quốc, bao gồm các đơn vị pháo tên lửa Chumo, xe tăng K2, pháo tự hành K9 và máy bay huấn luyện chiến đấu FA-50, một phản ứng sau khi cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine nổ ra. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, hãng tin Reuters cho biết Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo sẽ mua 58 xe bọc thép chở quân Rosomak từ các hãng Huta Stalowa Gula, Polska Kruba, Zepro Zeniowa, Rosomak SA và VKP Electronics SA. Lô xe bọc thép chở quân này được tích hợp hệ thống pháo điều khiển từ xa và được trang bị bệ phóng tên lửa dẫn đường chống tăng SPY-LR. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết tổng giá trị của hợp đồng là khoảng 2,6 tỷ zloty, tương đương 659,8 triệu đô la Mỹ, và việc giao hàng sẽ được thực hiện vào năm 2026 đến 2027. Bên cạnh đó, hôm 8 tháng 7, hãng tin AFP của Pháp còn cho biết quân đội Ba Lan đang triển khai chương trình huấn luyện miễn phí dành cho người dân quan tâm tới các kỹ năng chiến đấu như bắn súng, ném lựu đạn và chiến thuật quân sự. Ngày 10 tháng 7, trang quân sự min.in.ua đã đăng tải đoạn video cho thấy máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào hạ tầng trong bãi thử tên lửa nằm ở tỉnh Astrakhan, Nga. Theo đoạn video, ít nhất một công trình bên trong khuôn viên bãi thử tên lửa ở quận Aktubin thuộc tỉnh Astrakhan, Nga bốc khói lớn. Sau đó, người quay video đã ghi được khoảnh khắc công trình trên tiếp tục hứng đòn tấn công từ UAV Ukraine. Theo min.in.ua, nơi UAV Ukraine thực hiện vụ tập kích là bãi thử nghiệm tên lửa số 4 có tên Kapustinja. Một lượng lớn tên lửa tầm ngắn và tầm trung, tên lửa hành trình, tên lửa lắp cho hệ thống phòng không được Nga thử nghiệm ở đó. Tuy nhiên, thông cáo được quan chức đứng đầu quận Aktubin là ông Vladimir Mikhet đăng trên Telegram lại viết rằng cuộc tập kích UAV của Ukraine không gây ra bất kỳ tổn thất nào. Ông Mikhet viết, sáng ngày 9 tháng 7 ở quận Aktubin, phía Ukraine đã tổ chức các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng tại đó. Nhờ có những hành động phối hợp từ các đơn vị trinh sát và vũ khí của nhiều cơ quan thực thi pháp luật, nên chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương. Vụ việc không gây thương vong về người hay tài sản. Trong một diễn biến khác, lực lượng pháo binh Nga đã sử dụng súng cối hạng nặng 2S4 Tiunban để tập kích một cứ điểm phòng thủ của Ukraine trên tiền tuyến.
Cụ thể, theo Sputnik, trong ngày 9 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng súng cối hạng nặng 2S4 Tiunban để đánh sập một cứ điểm phòng thủ của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đơn vị pháo binh đã dùng súng cối 2S4 để phá hủy một cứ điểm đang ngăn chặn đà tiến công của quân đội Nga. Ngay sau khi tấn công chính xác mục tiêu, đơn vị pháo binh đã di chuyển tới vị trí an toàn để tránh bị Ukraine tập kích đáp trả. 2S4 Tiunban là một trong những loại pháo tự hành phổ biến nhất của quân đội Nga. Báo cáo của trang theo dõi quân sự ORIX cho biết, Moscow đã tổn thất khoảng 50 hệ thống này kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự. 2S4 Tiunban là súng cối tự hành 240mm từ thời chiến tranh lạnh, được thiết kế để tác chiến trong môi trường đô thị. Tulip thép dài 6,45m, rộng 3,25m, cao 3,2m, nặng 27,5 tấn và là súng cối tự hành duy nhất trên thế giới có cỡ nòng 240mm. Mỗi hệ thống 2S4 Tiunban có thể mang theo 40 viên đạn thông thường hoặc 20 viên đạn tăng tầm đặt trong hai băng đạn kiểu trống. Đạn chính của loại vũ khí này là đạn súng cối 53F864 nặng 130kg. Bên cạnh đó, Tiunban cũng có khả năng bắn đạn ZBV4 mang đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn của súng cối tự hành này có thể lên tới 19,7 km. Business Insider mới đây đưa tin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine bà Anna Gvozdia nói rằng Kiev ngày càng lo ngại về sự thiếu thích ứng trong vũ khí được phương Tây gửi đến Ukraine với tình hình thực tế. Theo bà Gvozdia, một số hệ thống vũ khí phương Tây rất hiệu quả khi lần đầu tiên được triển khai ở Ukraine, nhưng sau đó đã giảm dần uy lực và thậm chí không còn được triển khai khi Nga điều chỉnh chiến thuật để khắc chế chúng. Bộ trưởng Gvozdia cho biết, bà khá thất vọng khi những vũ khí hiện đại của phương Tây không được điều chỉnh để phù hợp với cuộc chiến với Nga. Ngược lại, bà nói rằng lực lượng Ukraine học hỏi nhanh hơn vì đang ở tiền tuyến. Trước đó, phương Tây đã không ít lần nói về các vũ khí thay đổi cuộc chơi, chẳng hạn như đạn pháo chính xác Excalibur. Tuy nhiên, sau khi Nga tăng cường nỗ lực tác chiến điện tử, loại đạn của phương Tây đã liên tục chệch hướng và tỷ lệ đánh trúng giảm xuống mức rất thấp. Câu chuyện tương tự xảy ra với HIMA, một loại rocket dẫn đường mà Nga tuyên bố đã bắt bài thành công. Các chuyên gia quân sự cho rằng phương Tây có thể phải mất nhiều tháng để điều chỉnh vũ khí nhằm đối phó với uy lực từ tác chiến điện tử của Nga. Điều này gây ra bất lợi cho Ukraine vì trong cuộc chiến tiêu hao, Nga vẫn đang tỏ ra là bên có sức bền mạnh mẽ hơn. Trước đây, các cựu quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo rằng trong chiến dịch quân sự, Nga đã phát triển các phương pháp gây nhiễu ngày càng tinh vi với tốc độ vượt xa khả năng hiện tại của Mỹ. Ngoài ra, Nga cũng có thể thích ứng với các mối đe dọa bằng cách di chuyển các địa điểm hậu cần ra khỏi tầm bắn của một số loại đạn dược. Giới chuyên gia cảnh báo Ukraine phải đối mặt với thách thức khi phương Tây chuyển vũ khí tới với tốc độ khá chậm. Chuyên gia Justin Brown tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia nói, các hệ thống vũ khí liên tục được cung cấp cho Ukraine quá muộn để có thể phát huy tác dụng tối ưu và cũng thường được cung cấp nhỏ giọt, ông cho hay. Vào thời điểm phương Tây có sẵn các loại vũ khí với số lượng lớn hơn, quân đội Nga đã có thời gian để thích nghi. Một số hệ thống vũ khí vẫn đang chứng tỏ giá trị của mình, ví dụ như ATAC và tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh và Pháp cung cấp. Nhưng chuyên gia cảnh báo rằng, cuối cùng thì Nga cũng có thể thích ứng được với những vũ khí đó. Hồi tháng 4 năm nay, Politico dẫn lời các quan chức quân sự Ukraine ẩn danh cho biết, có một xu hướng đáng tiếc là vũ khí phương Tây gửi cho Kiev quá chậm đến mức chúng trở nên không còn phù hợp với tình hình chiến trường. Điều này khiến nhiều vũ khí dù hiện đại nhưng không tác chiến như kỳ vọng. Các quan chức Ukraine nói với Politico rằng F-16 là một ví dụ cụ thể vì Kiev rất cần các tiêm kích này trong năm 2023, nhưng tới năm 2024, chúng trở nên ít phù hợp hơn với tình hình thực tế. Một quan chức Ukraine giấu tên giải thích rằng Nga đã thử nghiệm khả năng phòng không và đã triển khai radar và tên lửa phòng thủ theo cách có thể khiến phần lớn khả năng tấn công của F-16 trở nên vô hiệu. Quan chức Ukraine giải thích, các hệ thống vũ khí trở nên không phù hợp rất nhanh vì chúng nhanh chóng bị quân đội Nga bắt bài. Nga luôn luôn nghiên cứu, họ không cho chúng tôi cơ hội thứ hai và họ đã thành công trong việc này. Ngày 10 tháng 7, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã triệu tập 3 cố vấn Nhà Trắng nhằm yêu cầu họ cung cấp lời khai về sức khỏe tinh thần của ông Biden. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Giám sát thuộc Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Cộng hòa James Comer, thông báo cơ quan này đã gửi chat triệu tập đến Anthony Bennan, cố vấn hàng đầu của đệ nhất phu nhân Jill Biden, phó tránh văn phòng Nhà Trắng Annie Tomasini và cố vấn cấp cao Anley Williams.
Trong thông cáo được Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ công bố, nghị sĩ Comer nói rằng bà cố vấn này đã xử lý các vấn đề giúp cho Tổng thống Joe Biden phụ trách nhiều công việc trong bối cảnh khả năng nhận thức của ông suy giảm. Thông cáo có đoạn, theo một phụ tá cũ của ông Biden, các cố vấn Annie Tomasini, Anthony Bennan và Anley Williams đã tạo ra vòng bảo vệ chặt chẽ xung quanh Tổng thống Biden đến mức ông mất hoàn toàn tính độc lập. Nhà Trắng đã bảo vệ ba cố vấn này và ngăn họ khai báo trong vụ ông Biden xử lý sai tài liệu mật. Chúng tôi tin rằng họ cũng đang tìm cách che giấu tình trạng nhận thức suy giảm của ông Biden. Nghị sĩ Comer cho rằng Tổng thống Biden không đủ sức khỏe để tiếp tục đảm nhận công việc và cáo buộc nhóm phụ tá của ông đang che giấu sự thật khỏi người dân Mỹ. Nghị sĩ này nói, các quan chức chủ chốt tại Nhà Trắng cần trình diện trước Ủy ban Giám sát để mang đến sự minh bạch và trách nhiệm mà người dân Mỹ đáng được hưởng. Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã yêu cầu ba trợ lý phản hồi trước ngày 17 tháng 7. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jan Sam nói rằng, động thái của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ là chiêu trò chính trị vô căn cứ, chỉ trích nghị sĩ Comer đang vũ khí hóa chất triệu tập để gây chú ý, thay vì tìm kiếm thông tin qua các quy trình phù hợp với Hiến pháp Mỹ. Trước đó hôm 27 tháng 6 vừa qua, hai ứng viên Tổng thống Mỹ đã tranh luận trực tiếp, trong đó ông Donald Trump, 78 tuổi, được đánh giá thể hiện tốt hơn khi giữ thế chủ động. Màn thể hiện của ông Biden, 81 tuổi, bị coi là thảm họa và khiến nhiều cử tri dân chủ lo ngại sâu sắc về khả năng tái tranh cử của Tổng thống. Một số hạ nghị sĩ đã kêu gọi ông Biden dừng tranh cử, trong khi nhiều người vẫn giữ quan điểm ủng hộ ông. Tổng thống Biden thừa nhận cuộc tranh luận với Trump là đêm tồi tệ, nhưng khẳng định ông vẫn đủ minh mẫn để tiếp tục nhiệm vụ. Ông cũng mắc khả năng rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.